Vâng, cửa hàng Thanh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của cửa hàng Âm Thanh Hạnh. Vâng, ngày hôm nay ngày 25 tháng 3 năm 2022, cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh đang được chào đón hai anh khách hàng quen về với cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh để lựa chọn những sản phẩm mà các anh ưng ý. Vâng, hai chiếc quạt là một cặp đôi na xoáy. Hôm trước về với cửa hàng thì tại thời điểm này hai anh khách hàng có địa chỉ tại Hải Phòng đã chốt đơn. Vâng, anh Đạt Cua đang có mặt trực tiếp tại cửa hàng cũng đã chốt được những cuốn băng 7 mà anh nhờ cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh ghi. Những cuốn băng mới là có 6 cuốn băng 5, 4 cuốn băng 7 và hai chiếc quạt còn nguyên thùng hộp hàng la xoáy. Vâng, sản phẩm thì anh xã em đang đóng hàng cho hai anh đây. Vâng, sản phẩm thì khách hàng cũng đã rất là kết khi hôm cửa hàng thông báo hàng về. Và cũng có rất nhiều khách hàng quan tâm đến kênh của cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh hỏi giá và tham khảo đến sản phẩm. Và để lựa chọn được một đôi quạt như thế này thì rất là hiếm và nó zin 100%, lại còn nguyên thùng hộp. Giá trị có đắt hơn một chút nhưng mà các bác cũng đã ưng ý với những sản phẩm bên cửa hàng. Vâng, vậy cửa hàng cũng làm clip thông báo đăng lên kênh để những vị khách hàng đang quan tâm kênh của cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh được biết những sản phẩm gì đã có chủ trong các ngày. Vâng, vậy cửa hàng xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng vào những video clip tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt.